đều không. À, mời cô giới thiệu về mình. Chào MC Quyền Linh. Dạ. Chào MC Lê Lộc. Dạ, chào cô. Chào quý khán giả. Tôi tên là Nguyễn Thị Vân. Trước đây là giáo viên. Bây giờ tôi đã nghỉ hưu 6 năm rồi. Dạ. Con dạ. Xin phép ngưng xíu, con nhìn cô là quý cô làm giáo viên liền luôn á. Sao nhìn cái nét của cô á, không biết sao. Hay đặt nguyên cái chữ giáo viên liền luôn á. Hay quá vậy. Dạ. Rồi cô cảm ơn Lê Lộc nhé. Dạ. Dạ, em tên là Đỗ Thị Thu Thảo. Dạ, năm nay em 28 tuổi. Em làm dâu của mẹ được 9 tháng 10 ngày. Đúng cái số đẹp. 9 tháng 10 ngày luôn. Dạ. Đừng nhưng mà hỏi có... là mấy cháu rồi nha. Lỡ ta có mấy tháng rồi sao? Có chưa có tin vui chưa? Dạ chưa à. Thấy chưa? Dạ. Tôi hỏi mới làm dâu 9 tháng 10 ngày cứ quay hỏi vậy được mấy bé. À, cái ngày đầu tiên mà cô tiếp xúc với con dâu tương lai đó, cô cảm giác người con gái này thế nào? Con trai thì tôi thì cũng hơi là lớn tuổi rồi, bảo nó sinh năm 85 mà. Dạ. Mà bảo nói bây giờ phải lấy vợ để cho bố mẹ nhờ chứ, tại vì bố mẹ càng ngày càng lớn. Ngày đầu tiên về đến nhà thì cũng đại khái là cũng đang còn bỡ ngỡ. Mình hỏi này, ủa chứ con là năm nay bao nhiêu tuổi? Thì con dâu trả lời là dạ con năm nay, con sinh năm 92. Thế mình bảo con ơi, bác cũng muốn là làm sao mới lấy cái đứa hình gần. Nhưng cô dâu thì có gần không? Thì nói chung là cũng gần nhưng mà chưa gần mấy. Là ở đâu cô? Là ở đâu cô? Cháu nó ở trên Long Khánh đi vô 9 cây là. Long Khánh hả? Ừ, Long Khánh. Cô ở trên Biên Hòa. Biên Hòa, sát bên. Không. Bao lâu thì cưới? Khi đó là 24 tuổi, 25 tuổi thì nhà này là tính lên xin để cưới. Dạ. Nhưng mà lên nhà nói là thôi, cháu nó chuẩn bị mới ra trường. Thì thôi bây giờ cái anh chị đã thương cháu thì biết vậy. Rồi từ từ để cho cháu nó 1-2 năm nó ổn định xong rồi cưới. Ừ. Là 27 tuổi mới được cưới đó. Được rồi, 27 tuổi cưới được rồi. Nhưng mà cái lần đầu tiên mình gặp mẹ chồng mà mẹ chồng nói là mà không lấy con dâu ở xa đâu thì mình suy nghĩ sao? Lúc đó là mình không thích mẹ rồi, buông xuôi rồi. Mình dễ nản lắm. Thấy mẹ không đồng ý là chắc mẹ cũng chẳng thích mình. Mà về mình sống là mình sống với mẹ nữa, chứ đâu phải là mình sống với chồng mình không đâu. Lúc đó hai vợ chồng hồi đó học cũng có cái bờ hồ, hai chồng ra ngoài cái bờ hồ á, hai đứa ôm nhau mà khóc. Anh chồng mình nhờ chị chồng rồi nhờ bố thuyết phục mẹ. Đó xong rồi dần dần rồi mới qua lại. Ban đầu qua lại là cũng sợ lắm, tại vì mẹ không thích mình cũng sợ e dè lắm. Nhưng mà sau này về ở rồi thấy mẹ rất là dễ, mẹ sẽ tin hơn mình. Zalo, Facebook cái gì mẹ cũng xịt tin hết. Nấu ăn nè, rồi nhà cửa các thứ cũng hợp. Rồi nhiều mình mới về làm dâu á thì mình cũng hay lúa lắm. Nhà mình nấu bếp củi chứ đâu có biết là cái bếp, mình thấy cái bếp ga xong có gắn cái nói hút hút á. Mình nói mình nói với chồng chứ mình cũng dám nói với mẹ, nói là chồng ơi mình gắn chi cái lò nướng ở trên cái nóc rồi mình đút vô chỗ nào mà nướng. Chồng mình mới nói là không, cái đó là cái đồ hút máy hút. Đó là nhiều đồ vật dụng ở nhà mình không biết sử dụng. Dạ. Mẹ vậy chứ mẹ chị mình không à. À. Từ cái nồi cơm vậy, nồi cơm ở nhà mình, ở dưới nhà mình cái nồi cơm mình vẫn chà được. Ừ. Còn trên này mình thấy cái lớp chống dính nó chóc chóc á, mình tưởng là nó dơ. À. Thế là mình cũng lấy đồ chùi nồi ra mình ngồi mình chùi, mình chà thiệt kỹ cho nó sạch. Mà vừa chà xong mấy mẹ ra mẹ nói không, cái này con đừng có chà. Đó là nhiều cái mình cũng bỡ ngỡ lắm. Rồi về làm dâu rồi mẹ có cấm nó gì, có la nó gì không? Chưa. Chỉ thôi. Chưa la. Chừng nào mới la. Con mình nói chung là bé này thì cũng nó chịu khó. Chị chồng á. Dạ. Cũng rất là tâm lý. Mẹ chồng mà có gì là bắt đầu là gọi điện học chị chồng. À. Chị chồng bắt đầu gọi điện về nói với mẹ. À. Đó con dạ. Gái mình nói mẹ như vậy á. Nhưng tại sao lại cứ gọi cho chị không nói chuyện thẳng với mẹ luôn? Tại em nói thẳng với mẹ em sợ mẹ giận. cái điều gì mà mình khó nói nè? Ví dụ vấn đề gì? Mình á thì là cái tính mình là tiết kiệm lắm, gọi là siêu tiết kiệm luôn á. Ừ. Tiết kiệm là mẹ thấy mẹ còn nói thôi con ơi, mình phải biết chăm sóc cái bản thân rồi sắm sửa các thứ rồi vậy đó. Nhưng mà mình là tính mình thích có tiền là để dành chứ không thích mua gì hết á. Bản chất mình luôn từ nhỏ đến giờ em vậy. Cứ có tiền để dành là yên tâm mà. Chứ còn mua cái gì thì mình không thích. Có một lần là mẹ muốn nguyên góp tiền á để ủng hộ cái như là mấy cái chương trình từ thiện á. Mẹ thích đi từ thiện, mẹ thích đi chùa, đi chiền, nói chung mẹ bên đối ngoại bên ngoài là mẹ thích, mẹ mạnh dạn hơn mình.
tính mình thì lại tiết kiệm. Ý, bữa tối đó 8 giờ ăn cơm rồi xong, chồng mình đi làm cả đêm, bố cũng đi làm chưa về. Bắt đầu mẹ lên mẹ hỏi, mẹ nói là con ơi nguyên góp tiết từ thiện chỗ đó chỗ đó. Thì mình lúc đó mình cũng công việc mình cũng không có ổn định. Ý, mình mới tức quá, mình quá khẩy với mẹ luôn. Mẹ nói sao? Con không có nguyên góp gì hết á, con không có tiền. Mà thật sự là lúc đó mình cũng nóng, đang khó khăn. Đang khó khăn. Chứ thật sự là em cũng là thấy người nghèo hay người gì thì em cũng sẵn sàng là mình có ít thì mình biếu ít, nhiều thì mình biếu nhiều. Nhưng mà thật ra lúc đó mình cũng đang stress nữa. Lúc đó mẹ làm sao? Mẹ có giận không? Giận, mẹ giận luôn á. Mẹ đi xuống, mẹ lại mẹ xuống, mẹ đâu có nói mẹ gì. Mẹ không nói gì hết á. Nó nói vậy còn nói gì nữa. Mẹ đừng có kêu con nữa, không có từ thiện từ gì hết trơn á. Tại vì bữa đó là quê mà mình á, tôn tặng mà... việc đăng ký xã. Mình nghe thằng em nó bảo là chị ủng hộ bao nhiêu. Thế mình nói thì mình làm cái gì thì mình cũng phải nói với con. Yeah. Ví dụ cả nhà mình là ủng hộ chung bố là 1 triệu chẳng hạn. Em nói là cúng trái cây là ông bà hưởng, ông bà trứng rồi. Còn con khi nào con có nhiều con biếu nhiều. Khi nào con không có thì con mua trái cây thôi. Xong em tức quá em điện cho chồng em luôn. Chồng em về sáng về không biết, hình như cũng nói mẹ, nói là mẹ nó đừng nó kêu dở con có gì hết á. Xong ý là mình vừa nói mẹ đã buồn rồi, gặp chồng mình không tâm lý nữa, đem về quát mẹ nữa hay là nói gì mẹ nữa. Bắt đầu rồi mình đi làm mình lo nha. Mình nói chết rồi, kiểu này chắc mẹ ghét mình lắm, rồi sao mình sống đây. Đi đường mà cũng lo lắm. Không lo, tại mình cũng keo kiệt quá mà. Thầy lúc đó thôi mẹ, con có 100, 200 ủng hộ đi. Dạ. Mà đến với chị Trông. Dạ. Chị Trông em, đi em mới nói với chị là thôi chị ơi, em á là em phải là ích kỷ là sao mà giờ là đang trong giai đoạn khó khăn nên em cũng đang muốn để dành tiền để sau này sanh con. Ừ. Đó. Sau này sanh con là bao nhiêu thứ phải lo này kia vậy đó. Tính em là hay lo xa lắm, có nhiều khi hả hôm nay chưa ăn mà em lo tới ngày kia ngày kia rồi. Tính em vậy á. Như lúc đó thay vì nói mẹ con để dành tiền con lo cho con con. Tự nhiên nói mẹ con đừng kêu con lấy nó thì mẹ giận đúng rồi. Là biết sao không? Nó gọi điện chị Trông đó, là con gái mình nó biết gọi điện về nó bảo mẹ nhà con mình có chuyện gì không mẹ. Mẹ bảo đó có chuyện gì đâu. Thật hại thôi mẹ giấu con, mẹ giấu gì. Nói Vườn Thanh nó nói với con rồi. Nói gì? Nói là hồi tuổi là nó có gì đâu với mẹ thì thôi mẹ đừng ấy qua. Nhiều khi nó trẻ người nó già nó ăn nói chưa tỉnh với ai. Không có đưa tiền làm từ thiện để giữ tiền lo cho con cái. Nhưng mà có dành tiền lo cho mua quà cho mẹ không? Dạ có. Có không? Ví dụ như sinh nhật mẹ em mua đầm em tặng mẹ. Có được rồi. Lâu lâu mẹ con cũng ăn mì cây. Được mẹ đang ăn mì cây uống trà sữa. Nội chung đi. Bố chồng đi làm thì hai mẹ con ở nhà. Buổi chiều là không cần ăn uống nấu gì hết. Đi ăn. Yeah. Vậy thôi. Chứ là hợp với nhau quá rồi. Nhưng mà giờ tự em cảm giác là mình có cái tật xấu gì đối với mẹ không? Hay là có. Mình có cái gì không? Em thì thức khuya thì em thức được. Nhưng mà dậy sớm thì em không có dậy được. Ví dụ như chồng em làm 7 giờ, 6 giờ anh dậy. Anh vệ sinh cá nhân là anh đi làm luôn. Mẹ có nhắc 1-2 lần là nói là con dậy sớm con hâm đồ ăn lại rồi để cho chồng con ăn rồi 7 giờ anh vô ca đi làm khoai lần. Nhưng mà khi mà mình thức dậy mình hỏi chồng ơi em dậy sớm hâm đồ ăn cho anh nha, chồng nói thôi ngủ đi để anh vô công ty ăn cũng được. Thế là mình ngủ luôn. Xong rồi tới lần bố chồng, bố cũng không có nhắc thẳng vô mình mà bố chồng nhắc thầm qua mẹ, nói bà nói với dâu dậy sớm hâm đồ ăn cho con trai nó ăn nó đi làm chứ để nó ăn ở ngoài không hợp vệ sinh, với lại sáng vợ chồng ăn chung cho nó tình cảm. Mà em dậy sớm không được. Không làm biến đúng không? Không phải, em ráng dậy nhưng mà em dậy không nổi. Không nổi. Nhưng mà sau khi dậy em có dọn dẹp nhà cửa cùng mẹ chồng không? Dạ có, từng dọn lần. Tại vì em sáng em đi làm mẹ chiều em mới về. Thật sự mới cũng có 9 tháng 10 ngày thôi. Sau này ở càng lâu á. Dạ. Đôi khi nó sẽ sinh ra rất là nhiều thứ. Dạ. Thành ra giờ cũng cố gắng mình dậy sớm chút. Mình dạ. Chăm sóc mẹ chồng, chăm sóc bố chồng. Mặc dù những cái chuyện rất là đơn giản, pha trà, cà phê, làm buổi sáng cho chồng ăn nữa. Chứ nếu cứ thầy hoài là chắc chắn là lâu dài nó không được đâu, không ổn. Được dạ. Không? Em hứa nhưng mà để có con đi em dậy sớm. Có con còn làm biến dữ nữa. Chưa có con mà dậy không nổi, có con sao dậy nổi. Em hứa mẹ rồi, khi nào con có con là con dậy sớm lo cho con luôn. Có con dậy lo cho con đâu, cũng đâu lo cho mẹ chồng đâu đúng không?
Nhiều khi bữa nào mình làm bất ngờ cho chồng dậy sớm nấu bữa ăn. Có mấy lần đầu cưới về, mấy tháng đầu em có dậy sớm, nhưng mà em dậy được 1-2 ngày rồi em không dậy nổi, tại nói em chung... đi làm về đò, mệt á. Nhưng mà ngày đầu tiên về làm dâu á là cũng thấy 4:30 sáng là gọi con dâu dậy rồi. Rồi 5:30, 6:00 thấy bữa đó ngày đầu tiên mình đến, ủa con dậy làm gì vậy? Dạ má con gọi dậy, má con gọi dậy làm gì? Dậy để pha trà, pha nấu nước pha trà cho ba mẹ. Nói không, bố mẹ không uống trà không nước vậy đó, lên ngủ đi. Kiểu... em lên ngủ tiếp. Tại cô thấy chưa, nó cố gắng thức dậy của nó thôi mình ngủ đi, cái nó quen ngủ luôn. Đúng rồi, mà thôi không sao đâu. Dạ không sao đâu đúng không? Hôm nay chồng em không có đến, nhưng mà chồng em có gửi lá thư nhờ anh Quỳnh Linh đọc giùm nha. Dạ. Mẹ ơi, vợ con mới về làm dâu nên cũng còn nhiều điều thiếu sót lắm, thiếu nhiều lắm. Có gì mẹ dạy bảo vợ con thêm nhé. Vợ chồng con có cái gì sai mẹ cứ nói để tụi con rút kinh nghiệm. Về phần vợ, chồng mong muốn vợ nghe lời mẹ dạy bảo và phụ mẹ làm việc nhà nhiều nhiều hơn nữa. Cảm con? Ơn, cảm nói ơn. Nói đúng không? Đúng. Bây giờ cô có muốn con dâu mình thay đổi gì không cô? Con dâu cô thì nói chung cô giữa phàn nàn cái gì, chỉ một cái hôm đó là nói thế không thể nhị thôi. À. Còn bây giờ nói chung từ hồi đó đến giờ thì thấy không có cái gì, nói chung là rất chi là siêng năng cần cù, thương à, thương bố mẹ chồng, thương em à, thương chồng. Còn chị chỉ có mong muốn mẹ điều gì không? Mong muốn mẹ là nhiều sức khỏe thôi. Tại bây giờ mình ở thời gian rồi, mình cũng có suy nghĩ thoáng hơn rồi. Em sống em hơi keo, ăn em cũng tiếc nữa. Em cũng biết bản chất con người xuất phát từ dân quạng hay sao á. Mà giờ về nói với mẹ, mẹ cũng khuyên bảo nhiều, thấy mẹ nói cũng đúng. Nhiều khi mình suy nghĩ nhiều quá cũng được gì, mà mình suy nghĩ thoáng ra. Tiết kiệm là mình tiết kiệm để dành cho con cháu sau này. Dạ. Keo kiệt nó khác, tức là cái gì cũng không dám đưa ra chứ. Em ăn em dám ăn, nhưng mà ví dụ như người khác ăn thì em cho em không tiết kiệm. Thì đó là tiết kiệm chứ không phải là keo kiệt. Không phải mình em không muốn ăn đâu. Nè đây còn không muốn ăn nữa. Gì vậy? Không muốn ăn miếng nào luôn. Không có ăn là không ăn tinh bột thôi chứ không phải là khó ăn tiền. Uống nước không à. Rồi cảm ơn cô với lại em tham gia chương trình. Rồi, hai mẹ con ôm nhau cái nào? Dạ. Ôm chặt nhau cái nào? Dạ. Rồi. Hy vọng chúng ta vẫn nụ cười như thế này. Đây là những kỷ niệm để gửi tặng gia đình. Lâu lâu nhìn cái thấy nhớ Quỳnh Linh Lê Lộc nha. Rồi. Chúc gia đình mạnh khỏe, hành phúc nha. Dạ, rồi, chương trình cũng còn phần quà dành tặng cho cô nữa. Đó là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Và đây là bộ mỹ phẩm chăm sóc da X2 gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình ạ. Rồi, cô cảm ơn nha. Rồi, cảm ơn.